Này hỡi ba quân tướng sĩ, binh ngũ chỉnh tề, nghe bổn soái dạy đôi lời. Tháo liền quân binh. Tiếng ban kim gích đôi bên nghiêm thấu, đại kỳ tung gió dương hoài. Quân sĩ tấn binh, tấn binh. Bên đây hạt sông lứa sáng ngời cả cái giáo đường, dòng trong diện giới binh quyền, ngàn dặm trường giao chiến tiên bàn. Giang tướng nghe lời phạt ta, cho ba gia muôn đời bình an, cho nước nhà con cháu thanh minh, cho ba gia muôn đời bình an, cho nước nhà con cháu thanh minh. Dạ dạ dạ, cấp báo cấp báo. Điều chi? Bẩm đại quan, có một con gái xin được vào trong ý kiến. Cho nhập soái đường. Xin tuân lệnh. Hey. Dạ, chân nữ quê mùa sàn giá chặt đồng xứng ra mắt cao quan. Chết giặc thô với cương đầu trường đồ vững đặc. Ta chọc hết nàng hãy đứng lên. Bồi ân đại quan. Này nàng kia. Dạ. Đi đâu đó mà bụi mờ sông lướt, thân độc hành như nữ chảy qua. Có điều gì mau bày tỏ cùng ta, hai danh tánh và hà cư hà sử. Dạ, trên cao quan có lòng hán hội, dưới dân nữ xin phép trình nguồn. Thiết lời. Dạ bẩm đại quan, tôi đến nơi đi tìm anh tôi, là tìm anh của mình à. Ba năm dài trên thủ biên cương một lần về thăm quê cô, cha mẹ ngày đời đêm trong mà tình con vẫn biệt tâm.
qua lòng xe thắt già xa cha đạp tình thiên đã ba năm cưới xong thật khó an giấc gì đây lời nàng phấn tỏ khi cho ta đứng trong đông mà lòng dạ dạ bầm dưới đại quan tôi đây lướt dặn băng vàng ra tận chúng ai đồng để làm gì giết một lòng tiền kiếm người tôi họ là chi nhà quê quan hiền ở nơi nào nàng hãy ra vân đài cho bốn soi đứng ra tường thưa đại quan nếu như người cô biết xin chỉ giúp giùm cho chúng người quê anh chứ người ở tận đất nam đất nam quê ở dạ còn tên gọi là chi anh chứ người Nhật Lan giọng đứa tên gọi Nhật Lan à dạ mới nghe qua ta đây bản tính bản nghi thì giờ đây ta cho phép nàng hãy mau kiếm diễn cùng bổng xoáy đấy nhá xin tuân lệnh hey. Kìa hiền quân hiền mũi hiền quân sao con gái quê môn đất xuất tôi đã nghe em nói không ở nhà cũng dưỡng song thân lặn lội tầng ái đồng này có điều gì cái tường cứ xử sao đã ba năm qua anh chẳng nữ gia đàn cha của ta làm sao thiên quân ơi cha của mình cha của ta như thế nào hả mũi cha của mình đã chết rồi trời ơi sao nỡ ta một cốc mã bông phi về làm một thứ tiền quý cha lòng sao cuối bây giờ vẫn cốc mã quốc sĩ huyện chấp hỏa hỏa đường xa xôi vàng đi ta đi kiếm bao đăng kinh mau kia quê về nơi chốn quê hương thơ mộng dân lòng bình an quay về quê cũ anh ơi kiếp mau đăng trình họ hóa chúng ta hãy đi mau dùng gió câu đường xa về quê nhà yêu dấu giờ đây các con ngoài trở về bao năm dài xa cách Yeah.
xin kính mời mẹ, xin kính mời mẹ cũng như xin kính mời toàn thể gia đình mình, các con, các cháu, những ai có đề tăng cho cha cùng với chúng em gửi trước cụ áo quan để gia đình mình làm lễ báo hiếu để tiền cho mình của cha lần cuối. Em xin kính mời toàn thể gia đình và con.